chứ nhiếc người. Đúng rồi. Trời má. Má chuyện gì bình tĩnh nói má. Chuyện gì nói con nghe coi. Tôi nè, chả cầm cây, chả cầm gậy ra đi. Chả xanh rồi đó. Trời ơi, chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà má. Đúng giống như là bạn nhớ con nói đó, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Bà nói một câu thì ngọt ngào cái coi. Viên đạn màu đen thì bắn như kẻ thù mà thâm độc nhất. Đón xem tập 15 sitcom Vũ Long Đại Náo vào lúc 13:15 ngày 14 tháng 4 năm 2019 trên kênh HTV7.